ánh lửa phục sinh, là ánh sáng Đức Kitô. Anh chị em thân mến, trong đêm rất thánh này, đêm Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã hoàn tất mầu nhiệm vừa qua, tức là từ cõi chết sống lại. Hội thánh kêu mời con cái ở khắp nơi trên toàn cầu cùng họp nhau lại mà canh thức cầu nguyện. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chăm chú nghe lời Chúa và sốt sắng cử hành những bí tích thực mầu nhiệm vừa qua của Đức Kitô, với niềm hy vọng sẽ được cùng Người chiến thắng sự chết và cùng Người luôn sống kết hợp với Chúa Cha. Đây xin Chúa chúc lành cho lửa. Lạy Chúa, Chúa đã sai con một Chúa đến giải thoát ánh vinh quang rực rỡ của Chúa vào lòng tín hữu. Xin thánh hóa ngọn lửa mới này, và trong suốt thời gian mừng lễ vừa qua, xin cho niềm khao khát nước trời cũng bừng lên thiêu đốt lòng chúng con và thanh tẩy muôn vàng tội lỗi, để mai sau chúng con xứng đáng vào thiên quốc tham dự lễ ánh sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đức Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, là Alpha và Omega, nghĩa là khởi nguyên và tận cùng. Người làm chủ thời gian và muôn thế hệ, vạn tuế Đức Kitô, đấng vinh hiển quyền năng vạn tuế. Amen. Vì năm vết thương chí thánh và vinh hiển, xin Chúa Kitô giữ gìn và bảo vệ chúng ta. Amen. Xin Đức Kitô đấng phục sinh vinh hiển chiếu dài ánh sáng của Người để phá tan bóng tối đang bao trùm lòng trí chúng ta. Vì đây chúng ta sẽ kêu nén hoan hỷ thơ. Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người bởi được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại giống như vậy. Nên biết điều này, con người cũ của chúng ta đã cùng chịu đóng đinh khổ giá để xác thịt tội lỗi bị hủy đi,
hầu cho chúng ta không còn làm nô lệ tội lỗi nữa. Vì con người đã chết, tức là được giải thoát khỏi tội lỗi. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống lại với Người. Vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không còn chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala đi đến mộ thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Phúc âm của Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa Cha, kính thưa quý cộng đoàn, có lẽ đêm hôm nay con là người đầu tiên nhận được cái quà phục sinh, là bởi vì chỉ vài ngày về thăm gia đình, Cha Chánh Xứ đã cho phép con đến để chia sẻ lời Chúa cũng như chia sẻ niềm vui phục sinh với quý ông bà và anh chị em. Thật đó là một phần phúc lớn lao cho con. Xin tạ ơn Chúa, xin cảm ơn Cha. Kính thưa cộng đoàn, đêm nay quả là một đêm hồng phúc, đêm định mệnh của đức tin của chúng ta, đêm tuyệt quan trọng trong niềm tin Kitô giáo. Đêm nay tất cả các giáo đường rộn rã tiếng hát Alleluia, nhất là cộng đoàn của chúng ta. Cha Chánh Xứ đã bắt khướng sướng lên bài Alleluia đầu tiên sau những ngày tháng mà ca đoàn rất là muốn hát Alleluia, đúng không? Khai mở cái mục đích sống của cuộc đời của chúng ta, và chính Ngài sẽ là mục đích sống của mỗi một người chúng ta. Vậy mà nhiều lúc chúng ta nghĩ lại, có lẽ mỗi năm chúng ta họp mặt nơi đây và tổ chức lễ phục sinh, nó quen quá rồi. Chúa thì sống lại, ai cũng biết hết, nhưng chúng ta được ít gì? Có một điều mà các nhà, các khóa về linh hướng cũng như về tâm linh học lo ngại và cảnh báo mỗi một người chúng ta, nhất là những người Kitô hữu, là có một cái căn bệnh hiểm nghèo. Căn bệnh đó là căn bệnh tê liệt của tâm hồn. Bệnh tê liệt đó nó nguy hiểm đến nỗi là nó cản trở mỗi một người chúng ta vươn lên đến cái sự mới mẻ và hạnh phúc của cuộc sống. Nó làm chúng ta chìm đắm trong những cái thực tế hiện tại của cuộc sống. Có lẽ nhiều lúc chúng ta đang bị tê liệt với những sự ác mà chúng ta xem tin tức hàng ngày. Tin tức bị giết chóc, bóc lột, hành hung, chiến tranh. Rồi chúng ta trở nên vô cảm, bởi vì ngày nào chúng ta cũng thấy hết, quen quá rồi, chỉ biết chấp nhận nó như là cái thực tế của cuộc sống, và chẳng có gì làm cho tôi rung động hoặc là cảm thông. Có lẽ đôi lúc chúng ta cũng nhận được nhiều tình thương hay là nhiều may mắn trong cuộc sống, ngay cả những điều mà có lẽ chính chúng ta không ngờ là chúng ta có thể làm được. Rồi chúng ta
không nhận ra đó chính là ân huệ Chúa thương ban cho chúng ta. Có lẽ đến lúc chúng ta bị tê liệt, không chỉ lắng nghe những lời khuyên, lời mời gọi của những ai đó muốn giúp chúng ta sống tốt hơn, rồi chúng ta chỉ muốn buông xuôi, tiếp tục theo con đường cũ của chúng ta. Một cái nguy hiểm nữa, chúng ta bị tê liệt trong cách suy nghĩ của chúng ta. Có lẽ thế giới hôm nay một ngày nào đó cũng sẽ kết thúc, rồi chúng ta chỉ biết hưởng thụ, chạy theo vật chất đủ hàng mà thôi. Kính thưa quý bà anh chị em, đêm nay nghi thức phục vụ của giáo hội và ý nghĩa cứu chuộc của Đức Kitô giúp chúng ta thức tỉnh lại và giúp chúng ta chữa lành cái bệnh tê liệt tâm hồn của chúng ta. Như chúng ta đã bắt đầu nghi thức phục vụ hôm nay trong một bóng tối bao trùm, ngoài kia có ánh sáng, và trong nhà thờ có lẽ quý bà anh chị em cảm thấy ngột ngạt. Có gì là lạ? Ngày thường thì đèn sáng, mà sao hôm nay lại có một con cái đèn đâu mất đi hết rồi. Nhắc nhở con những ngày truyền giáo ở bên Ecuador, đi vào một vùng sâu để giúp những một tuần của cái hội thiền, những ngày ba ngày tháng này, thì trong cái ngày này cũng có phục sinh. Thật sự những ngày đó nó tăm tối, nó tối lại là không vui, bởi vì không có đèn, không có đèn gì trong cái buổi ngủ đó. Mà thật sự khi mình làm việc với mình một thời gian, mình qua bên nước đó mình cảm thấy khi mà không có điện, nó ngợp thở, nó nghè, nó khó chịu. Cứ mong rằng là cái ngày, cái đêm đó qua mau để ngày mai mình gặp được cái ánh sáng để mình thở không khí tốt lành hơn. Và không biết quý bà anh chị em thấy những cái bóng tối nó hiện diện trong chúng ta, bóng tối của sự hiểu, bóng tối của thất vọng. Không biết những bóng tối đó có lấy động cái tâm hồn của chúng ta hay không? Bóng tối của sự thiếu tôn trọng phẩm giá trong thế giới hôm nay, bóng tối của hận thù và bạo lực, bóng tối của sự lãng lơ với những người đang cần đến chúng ta lắng nghe và giúp đỡ. Chỉ khi chúng ta nhận ra bóng tối, chúng ta mới hiểu được chúng ta cần đến ánh sáng để xua tan cái bóng tối đó. Sau khi dùng cha dùng cái ngọn lửa đó phục sinh để đốt vào cây nến vượt qua cả Đức Kitô, thì chúng ta không thể nào chấp nhận trở thành đồng loại với bóng tối, nhưng phải tiến gần đến ánh sáng chính là Đức Kitô trong cuộc đời của chúng ta. Tôi thấy một số anh chị em sẵn sàng mùi ngọn lửa trên cái ánh nến của mình trong tay và nhanh trao lại cho những người xung quanh. Thật sự đó là những cái cử chỉ rất là cảm động khi các cha, các minister của giáo xứ thấy được là anh em của chúng ta, cộng đoàn của chúng ta biết chia sẻ cái niềm vui phục sinh chính là Đức Kitô. Anh em, anh chị em khao khát mềm lãnh cái hình ảnh lửa là Đức Kitô và trao cái lửa đó cho những người xung quanh của Chúa anh em. Thật sự khi chúng ta có niềm khao khát như vậy thì chúng ta sẽ nhận định cái quyền năng của Thiên Chúa. Quyền năng của Thiên Chúa làm cho sự sống trở nên mới mẻ hơn. Như chúng ta đã nghe tuyên bố một cách trung thực và tuyệt vời trong các bài đọc cựu ước cũng như tân ước đêm nay. Trong những bài cựu ước, chúng ta thấy Thiên Chúa đã biến đổi, Thiên Chúa đã thánh hóa và Thiên Chúa đã tỏ bày quyền năng của Ngài để dẹp tan những phường độc ác, dập vùi những người Ai Cập. Và cái quyền năng đó còn đi xa nữa, đó là tình thương của Chúa cứu vớt dân Israel của Ngài, đã dẫn dân của Ngài ra
chiến thắng tội lỗi, đau khổ và thậm chí là chiến thắng cái sự mỏng dòi, yếu đuối của con người chúng ta. Và qua tin mừng phục sinh, Chúa Giêsu muốn cảm hóa, biến đổi mỗi một người trong chúng ta, trở nên một tạo vật mới, một tạo vật mà Chúa đã kêu gọi đến hưởng thụ sự hạnh phúc vô biên của Ngài. Có lẽ Chúa đã mời gọi mỗi một người chúng ta sống cái tin mừng phục sinh dễ thương hơn, bác ái hơn trong gia đình cũng như trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta hãy để Chúa sống lại trong lời ăn, tiếng nói, cử chỉ, những công việc rất bình thường trong cuộc sống, nói lên cái niềm tin vào Chúa phục sinh. Và đôi khi những cái niềm hy vọng trong con người chúng ta tưởng chừng nó bị tàn lụi, nhưng hôm nay tin mừng phục sinh, Chúa đã nhóm cái ngọn lửa hy vọng đó lên để rồi chúng ta còn được bừng sáng, tức là trong tâm hồn của chúng ta. Hơn thế nữa, hôm nay Chúa phục sinh và giáo hội đã kêu gọi và trao ban cho mỗi một người chúng ta một sứ mạng mới, sứ mạng trở thành chứng nhân, chứng nhân công cụ đem ánh sáng của Chúa Kitô đến với người khác. Và đêm nay đặc biệt chúng ta vui mừng với tất cả anh chị em, 14 anh chị em được nhận lãnh bí tích khai tâm, bí tích rửa tội cũng như bí tích thêm sức, được hiệp thông với giáo hội. Và chính anh chị em tân tòng của chúng ta hôm nay hiện diện nơi đây đang truyền cảm hứng cho cộng đoàn của chúng ta. Như vậy tí nữa đây, chúng ta khi chúng ta canh tâm lại lời hứa rửa tội, chúng ta cam kết mang ánh sáng của Chúa Kitô đến cho người khác, để họ thấy rằng chúng ta thật sự tìm thấy sức mạnh của chúng ta trong lời của Chúa, trong bí tích của Chúa, trong bí tích của giáo hội, để chúng ta luôn luôn thực hành và sống tuân theo tin mừng của Chúa và phục vụ anh chị em của chúng ta. Và khi làm như vậy thì chúng ta sẽ trở nên những nhân chứng trung thành của Chúa Kitô, người đã sống lại thật và Ngài đã sẽ đi với chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, căn bệnh tê liệt tâm hồn có thể ngăn cản chúng ta hướng đến sự hy vọng hằng sống và dẫn chúng ta từ từ đến vào sự chết. Nhưng nhờ sự đau khổ và sống lại của Đức Kitô, chúng ta được mời đến sự hạnh phúc và cuộc sống vĩnh cửu. Ước gì niềm vui phục sinh sẽ thay đổi đời sống và cách suy nghĩ tiêu cực nghèo nàn của chúng ta. Ước gì niềm tin phục sinh sẽ giúp chúng ta không chịu khuất phục, không chịu đầu hàng trước những cạm bẫy của thế giới vật chất, để sống một cuộc đời đạo hạnh hơn, cao đẹp hơn. Xin cho chúng ta dám làm chứng cho tin mừng phục sinh của Chúa bằng đời sống lắng nghe và thực thi lời Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Chúa Kitô thực sự đã sống lại từ cõi chết bởi vinh quang của Thiên Chúa. Chúng ta cũng sẽ được sống lại với Đức Kitô trong sự hoàn hảo, mới mẻ và trọn vẹn hơn. Đó chính là cái đức tin mà chúng ta cần tuyên xưng trong giáo đường này cũng như ngoài kia trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Con xin kính chúc quý cha, quý cộng đoàn một mùa phục sinh thật vui tươi và thánh thiện. Amen. Nên chúng ta hãy hợp ý cầu nguyện cho các anh chị em sự tầm này được vững lòng trong cậy. Xin Chúa Cha toàn năng từng thương nâng đỡ và dẫn đưa họ tới hồn của tái sinh. Chúa Kitô, vậy anh chị em đã thực thi giáo huấn của Chúa, tuân giữ các giới răn của Người, sống tình vinh đề và chăm chỉ cầu nguyện để xứng đáng trở thành Kitô hữu chưa? Những người đỡ đầu, các anh chị đỡ đầu của những người dự tòng này, trước mặt Thiên Chúa, anh chị thấy những người dự tòng này xứng đáng nhận nhận những tích khai tâm không? Sự xứng đáng. Lạy Chúa là cha nhân từ, chúng con cảm tạ Chúa cho các tôi tới Chúa đây để tìm kiếm Chúa và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách. Hôm nay trước mặt hội thánh, những người này đáp lại tiếng Chúa kêu mời. Vậy xin Chúa đoái thương ban cho những người này được hân hoan thấy
ý Chúa hoàn tất. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy tất cả chúng ta cùng hợp với tất cả các anh chị đây xin lên lời được cầu các thánh để xin Chúa qua lời các thánh chuyển cầu ban sự ơn cho các anh chị anh dự tầm chúng ta được quyền. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Thân Maria đứng mẹ Chúa trời cầu
xin cho những người được tuyển chọn đây. Lạy Chúa, Chúa dùng quyền năng vô hình mà làm cho các bí tích trở nên hữu hiệu lạ lùng. Và qua dòng lịch sử cứu độ, Chúa đã bao lần dùng nước do chính Chúa tạo thành để bày tỏ hiệu năng của phép thánh tẩy. Quả vậy, ngay từ lúc vũ trụ khơi nguyên, Thánh Thần Chúa đã bay là trên mặt nước, để từ đó nước hàm chứa năng lực thánh hóa muôn loài. Chúa lại dùng nước hồng thủy làm hình ảnh tiên báo phép rửa ban ơn tái sinh. Vì thời đó cũng như bây giờ, nước biểu thị quyền năng Chúa vừa tiêu diệt tội lỗi, lại vừa khai mở một đời sống mới. Chúa đã tại giải thoát con cháu ông Abraham khỏi vòng nô lệ mà dẫn qua biển đỏ ráo chân, để họ tượng trưng cho một dân tộc mới là những người được thánh tẩy sau này. Và sau hết khi đến thời đến buổi, chính con một Chúa đã lãnh phép rửa của Thánh Gioan trong dòng nước sông Giô-đan và được Thánh Thần ngự xuống trên mình. Lúc bị treo trên thập giá, người đã để cho máu cùng nước từ cành sườn chảy ra. Và sau khi sống lại, người đã truyền cho các môn đệ rằng: anh em hãy đi giảng dạy và làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vậy giờ đây lạy Chúa, xin thương nhìn đến giáo hội và khơi lên giữa lòng giáo hội nguồn nước thanh tẩy. Xin cho dòng nước này được thấm nhuần thần khí của Đức Kitô, để nhân loại Chúa đã dựng nên theo hình ảnh Chúa được thanh tẩy mọi vết nhơ do con người cũ và tái sinh làm người mới nhờ nước và Thánh Thần. Lạy Chúa, nhờ công ơn con một Chúa, xin cho nước này đầy tràn sức mạnh của Chúa Thánh Thần, để những ai được dìm trong nước thánh này, nghĩa là cùng chết và chịu mai táng với Đức Kitô, cũng được sống lại với Người để hưởng phúc trường sinh, Người hằng sống và hiển tri muôn đời. Amen. Nhiệm vừa qua chúng ta được mai táng với Đức Giêsu Kitô trong bí tích thánh tẩy, để được cùng Người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây thời gian thanh tịnh của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều đã tuyên hứa khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phụng sự Chúa trong hội thánh công giáo. Cho hỏi anh chị giữ tâm trước. Vậy anh chị em có từ bỏ Satan không? Có. Anh chị em có từ bỏ mọi hành vi do Satan xúi dục không? Từ bỏ. Anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của Satan không? Từ bỏ. Về tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ của gian tà không? Từ bỏ. Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất không? Yes. Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa là Cha chúng ta đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo Hội Thánh Thiền và Công Giáo, tin mầu nhiệm hiệp thông trong sinh thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không? Chúng ta luôn kết hiệp với Người để được sống muôn đời. Amen. Em chuẩn bị bước vào tích rửa tội. Vậy anh chị em có tin và muốn được rửa tội trong đức tin mà tất cả chúng ta mới tuyên xưng với nhau không? Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Maria, Hoàng thị Thanh Hương, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyễn Ngọc Lan, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Maria Triệu Phụng Anh, Cha rửa con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Teresa Nguyễn Anh Thảo, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Maria Bùi Hoàng Quỳnh Anh, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Francisco Xavier Phạm Tuấn Kiệt, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Teresa Đoàn Giêsu Phạm Ngọc Tường, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Giuse Trương Tuấn Hùng, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Veronica Zoy, I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maria Lim Natalie, cha rửa con, nhân danh cha và con và thánh thần. Chúa, con ngài, Chúa đã yêu thương.
tràng, rửa tội và được sức dầu trước. Natalie và Maria Lindia, các con thân mến, các con đã trở nên tạo hình mới. Thiên Chúa Cha toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã giải thoát chúng con khỏi tội lỗi. Ta xin các con người nước và Chúa Thánh Thần chính người sự sờ vũ đồ cho các con, để sau khi nhập đoàn với giữ người các con mãi mãi là chủ tịch của Đức Kitô, là tư tế, tiên tri và vương đê đến cõi sâu muôn đời. Cho đến cõi trường sinh. Amen. Những người đầu từ đây sẽ tiến lên thắp nến từ nến phục sinh cho tất cả con của mình. Sáng Chúa Kitô, anh chị em thân mến, là những bậc làm cha mẹ và đỡ đầu, ánh sáng này được trao phó cho anh chị em chăm nom, tức là lo lắng cho con cái sự sáng được sống trong đức tin và bền vững, để khi Chúa đến, các em và các anh chị ta nên đón người và toàn thể các thánh trên trời. Amen. Đây là chúng ta sẽ làm nghi thức và thêm sức cho tất cả các anh chị em này. Anh chị em thân mến, anh chị đã được tái sinh trong Đức Kitô, được trở nên chi thể và thành phần dân sư tế của Người. Và giờ đây anh chị còn phải lắng nhận Chúa Thánh Thần đã ngự xuống tràn đầy trên chúng tôi. Chúa đã ban Thánh Thần cho các tông đồ ngày lễ ngũ tuần. Chính các tông đồ và những đấng kế vị lại ban cho những người đang dùng thánh tẩy. Vậy các anh chị cũng lãnh nhận sức mạnh Chúa Thánh Thần mà Thiên Chúa hứa ban, để nhờ nó một khi trở nên giống Chúa Kitô hơn, anh chị sẽ làm chứng về cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa và trở thành chi thể hoạt động của Hội Thánh, hầu xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô trong đức tin và đức mến. Còn anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban đàn đầy Thánh Thần xuống trên các tân tầng này, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho các người tân tàu này nên vững mạnh và được sức dầu để trở nên giống Chúa Kitô. Con Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
Chúa đã tái sinh các tôi tới Chúa đây bởi nước và Chúa Thánh Thần. Khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa xin ban Chúa Thánh Thần đứng an ủi đến trong những người này. Xin ban cho những người này thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức. Xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Pray for you to pour down the gift of the Holy Spirit upon you and the other people that we together come the witness to the Holy Spirit, the Lord in your life. Okay? Có một người không nói tiếng Việt nhưng mà chúng ta làm cái thức này với những nhắc nhở nhỏ nhỏ như vậy cũng được. Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Amen. Bình an của Chúa ở cùng con. Be sealed with the gift of the Holy Spirit. Peace be with you. Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Hãy lãnh nhận ân tín ơn Chúa Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng con. Như thế chúng ta đã có được 15 người con của Chúa tối nay. Giáo sư được mùa, chúng ta một tràng pháo tay chào đón. Được cùng với người sống đời sống mới. Bởi thế giờ đây thời gian thanh lịm của mùa chay đã kết thúc. Chúng ta cùng nhau lặp lại những điều chúng ta đã tuyên xưng khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, là từ bỏ Satan với tất cả những gì thuộc về nó và trung thành phục sự Chúa trong hội thánh công giáo. Vậy để sống xứng đáng là con cái tự do của Thiên Chúa, anh chị em có từ bỏ tội lỗi không? Để khỏi làm nô lệ tội lỗi, anh chị em có từ bỏ những quyến rũ gian tà không? Anh chị em có từ bỏ Satan là kẻ đầu mối gây ra mọi tội ác không? Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Chúa Cha toàn năng đấng tạo thành trời đất không? Anh chị em có tin kính Đức Giêsu Kitô là Con Một Chúa Cha và là Chúa chúng ta đã được Đức Trinh Nữ Maria sinh ra, đã chịu khổ hình và mai táng, đã từ cõi chết sống lại và đang ngự bên hữu Chúa Cha không? Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin kính Giáo hội Thánh Thiện Công giáo,
tin mầu nhiệm điệp thông trong dân thánh, tin có ơn tha tội, tin xác phàm sẽ sống lại và tin có sự sống đời đời không. Tin Chúa toàn năng là Cha chúng ta, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã giải thoát chúng ta khỏi vòng tội lỗi và cho chúng ta được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần. Nguyện xin người ban ơn gìn giữ chúng ta luôn kết hiệp với Đức Kitô để được sống muôn đời. Amen. Các cha sẽ đi trải Đức Thánh cho mọi người. Xin tuôn đổ trên chúng con thần khí Chúa để chúng con vượt thắng mọi cơn cám dỗ ở đời và luôn biết dấn thân phục vụ tha nhân và giáo hội và không mong lợi lộc nơi trần thế. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi người Kitô hữu biết tìm đến với Chúa hàng ngày trong tâm tình của người con thảo. Xin cho tất cả luôn biết trở nên với Chúa sau mỗi lần vấp ngã. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Chúng ta hãy hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong giáo xứ được trở nên mũi men của tin mừng. Hầu nhiều người sớm nhận ra ơn cứu độ của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ các anh chị tâm tòng hôm nay đón nhận các phép bí tích để trở nên con cái Chúa. Xin cho tất cả được vững bước theo chân Chúa đến trọn đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa thương đến các nặng linh hồn, các linh hồn thân yêu của chúng con. Cùng những linh hồn mà chúng con cầu nguyện hôm nay, xin cho tất cả sớm được về chốn trường sinh. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhờ Đức Trinh Nữ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh
cánh từ Lào, nước Việt Nam chuyển đò. Trong niềm hân hoan mừng Chúa phục sinh, mọi người hãy dâng lên Chúa những ý nguyện riêng tư của mình. Thưa quý vị, chúng con trong ngày hôm nay và những ý đề chúng con xin và ban chúng con biết đổi mới tâm hồn trong mùa phục sinh này. Xin chúc lành đặc biệt cho các anh chị em tân tòng của chúng con và mọi người chúng con đồng hành trong con đường đức tin. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Yeah.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của các cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và theo lý do chúng ta cùng hoàn lễ hội thánh người. Lạy Chúa, xin thương nhận lời cầu và cô lê chúng con dâng tiên Chúa để lễ tên này khơi nguyện từ mầu nhiệm vừa qua trở nên thần sự đem lại cho chúng con sức sống muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Cha, chúng con tuyên xưng Cha mọi lúc và hân hoan ca tụng Cha vinh hiển, nhất là trong đêm này, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Khi Đức Kitô từ hiên tên làm chiên vượt qua của chúng con, chính Người là chiên thật đã xoa tội trần gian, Người đã chết để diệt trừ sự chết nơi chúng con và đã sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu lòng tràn ngập niềm vui ngày Chúa sống lại, đều mừng rỡ hân hoan. Đồng thời các triệu thần thiên quốc hát bài ca chúc tụng Cha vinh hiển và không ngừng tung hô rằng: Xin Chúa cùng gia đình anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa.
Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi dân dư và vinh quang điều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thần Chúa Kitô cầm cầm lấp chúng mẹ.
Thánh Chúa Kitô. Hallelujah, đồng thanh ta hát
Cả đoàn bóng triều hát câu này rất là hay rồi cho
cảm ơn đến bàn chức lễ, bàn đón tiếp, bàn giáo lý. Hôm nay ta thấy có 13 anh chị em dự tầm và hai nhỏ nữa thì công lao rất là nhiều của các thầy, các cô xin ban giảng huấn đứng lên ạ. Các giáo lý viên cho bà con biết là ai rất là công lao để tận hành anh chị trong suốt cả năm. Hallelujah. Chúa.